Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Hạt tiêu, vị thuốc đông y trị bệnh hiệu quả ít người biết. Theo đông y, hạt tiêu vị cay, tính rất nóng, vào bốn kinh tỳ, vị, phế và đại tràng. Tác dụng hạ khí tiêu đờm, chữa đau bụng đột ngột, lạnh tay chân, nôn mửa, thổ tả, xuyến, sát trùng, tiêu độc. Bài thuốc trị bệnh từ hạt tiêu. Tiêu là loại gia vị quen thuộc, không thể thiếu với mọi nhà. Nó cũng là vị thuốc đông y, có thể hỗ trợ trị liệu rất nhiều loại bệnh. Sau đây là những tác dụng không ngờ với sức khỏe của hạt tiêu. Trị đau dạ dày, táo tàu 7 trái, vỏ hạt. 7 hạt tiêu sọ cho vào ruột táo tàu, buộc lại, đem chưng tích thủy cho nhừ rồi nghiền nát, viên bằng hạt đậu xanh. Mỗi lần uống 7 viên với nước ấm. Người khỏe mạnh có thể uống 10 viên sẽ khỏi đau. Nếu thấy dạ dày nóng và đói thì cho ăn cháo. Trị buồn nôn nhiều ngày không dứt. Dùng 1g bột hạt tiêu, 30g gừng sống, thái lát sấy khô, nghiền thành bột. Hai thứ trộn đều rồi cho vào 200ml nước, sắc còn 100ml. Chia uống 3 lần trong ngày lúc nước còn ấm. Trị buồn nôn, không ăn được. Hạt tiêu 15g, bán hạ 15g. Cả hai nghiền thành bột. Giá gừng cho thêm tí nước. Vắt lấy nước gừng hòa vào hai loại bột trên, rồi viên to bằng hạt đậu nành. Mỗi lần uống 20-30 viên với nước gừng loãng. Chữa bệnh thổ tả, miệng nôn trôn tháo. Dùng 49 hạt hồ tiêu, 150 hạt đậu xanh, cả hai nghiền bột, trộn đều. Mỗi lần uống 3g với nước canh đu đủ. Trị bí đại tiện, đau, trướng bụng. Hồ tiêu 21 hạt, đập dập, nước 200ml, sắc còn 100ml. Bỏ bá, rồi cho vào 20g mang tiêu, sắc uống. Trị sốt rét, sốt ngày một lần hoặc sốt các ngày đều dùng hạt tiêu sọ, nghiền thành bột, đựng lọ. Xác ve sầu sấy khô, nghiền bột, đựng lọ khác. Mỗi lần dùng từng loại 3g, hai thứ trộn vào nhau, gói giấy kín. Sau 3 đến 4 giờ thì bóc ra lấy thuốc uống với nước chín. Trị thiếu canxi gây co rút. Dùng 20 hạt tiêu sọ, 2 vỏ quả trứng gà. Cả hai sấy vàng, nghiền bột, rồi chia thành 14 gói. Mỗi ngày uống một gói với nước ấm. Trị viêm thận. Dùng 7 hạt tiêu và một quả trứng gà. Chọc một lỗ ở đầu quả trứng, rồi nhét hạt tiêu vào. Dùng bột mì bịt kín lỗ thủng. Lấy một tờ giấy ướt, bọc toàn bộ quả trứng, đem đun cách thủy cho chín, ăn. Người lớn ăn ngày 2 quả, trẻ em 1 quả. Ăn liên tục 10 ngày là một liệu trình điều trị. Nghỉ 3 ngày rồi ăn đợt 2. Trị bệnh chàm. Dùng 10 hạt tiêu sọ, nghiền thành bột. Cho vào 1 lít nước đun sôi, để ấm, rửa nơi bị chàm, ngày 2 lần. Trị rết cắn. Hạt tiêu nghiền thành bột, bó chỗ rết cắn. Trị tiêu chảy cho trẻ. Lấy 1 đến 2 hạt tiêu trắng, tán bột, bỏ vào rốn của trẻ em. Dùng băng dính dán lại, 24 giờ thay một lần, có thể dùng 2 đến 3 lần.